Chào các bạn ha. Sau bao nhiêu ngày viết chạc thì cuối cùng mình cũng đã ra được một cái chạc. Nó không phải là một cái gọi là một thiết kế nó khó khăn hay là nó lạ với các bạn, mà thật sự ra nó chỉ là giả lại cái áo thun polo của chúng ta nó sang cái chất liệu và len mà chúng ta có thể tự đan được ha. Thì mình nói nôm na vậy cho các bạn dễ hiểu, tại vì mục đích của mình chỉ là thực hiện những cái mẫu đan nó rất là đơn giản, nó rất là quen thuộc với mọi người, đặc biệt là những cái mẫu nào mà có thể mặc được với cái thời tiết mà nó không được lạnh lắm hoặc là nó chỉ độ khoảng 20 mấy độ C thì mình vẫn có thể mặc được. Đó là cái mục tiêu hướng đến của mình ha. Thì mình nói sơ sơ vậy cho các bạn hiểu, và đây là một trong những cái thiết kế, không, nói thiết kế thì nó hơi cao siêu quá, đây là một trong những cái mẫu mà mình đã làm được, như lời mình mới giới thiệu cho các bạn xong, là một cái mẫu áo polo ha. Đây mình đã đăng ở trên Facebook của mình nhiều lắm rồi, nhiều lâu, nhiều tháng trước lắm rồi, tại vì mình đã trải nghiệm qua nó, thiết kế nó hơi bị mất thời gian một chút, tại vì các bạn thấy cái bảng size của mình nó rất là nhiều ha, và nó có dành cho cả nữ nữa đó, nên là cái này gọi là một cái áo gần giống như là cho đại gia đình, cho người lớn lẫn trẻ em ha, cho mọi độ tuổi, trừ size sơ sinh ra thì mình không làm thôi, thì từ 2 tuổi trở lên thì tất cả mọi người đều có thể có áo bận, nếu như mà các bạn không phải là quá oversize khoảng khoảng trên 100 kg thì mình không thể đáp ứng được thôi, chứ còn trung bình trở xuống ha, từ 2 tuổi đến 100 kg, cả người lớn lẫn trẻ em thì đều có thể bận được hết ha. Rồi đây là hai cái bảng size của mình, thì mình sẽ nói về cái áo size nam trước đi ha. Size nam á là cho bé trai và đàn ông luôn ha. Thì mình viết trạc này dựa vào tiếng Anh, nhưng mà thật sự ra những cái câu tiếng Anh này nó rất là thông dụng, mà mình đã hướng dẫn trên nhiều cái clip hướng dẫn trước ha, và ở trên cái clip hướng dẫn này mình vẫn sẽ dịch sang tiếng Việt cho các bạn dễ làm quen ha. Bạn nào mà chưa bao giờ coi những cái clip hướng dẫn trước của mình thì các bạn coi clip này, các bạn vẫn có thể được dịch ra và coi hướng dẫn chi tiết từng giai đoạn thì các bạn vẫn có thể hiểu được mình viết chạc tiếng Anh, nhưng mà thực sự nó vẫn là những cái câu rất là đơn giản, sử dụng nhiều nhất trong tất cả các chạc tiếng Anh khác. Rồi đầu tiên ha, mà mình sẽ nói sơ về cái kiểu, thì cái kiểu áo này thì các bạn sẽ thấy ha, áo polo thì cái dáng người ha, dáng người nó dài vừa phải chứ không phải là quá dài ha. Mình có cả áo tay dài và tay ngắn, áo tay ngắn luôn ha. Thì ở đây cái hình thì mình chỉ để áo tay dài ở ngoài đây thôi, chứ còn ở phía trong này ha, lật ra mặt sau thì mình có làm một cái áo tay ngắn luôn nè. Nó chỉ khác nhau độ dài tay thôi, còn thân áo thì nó sẽ giống luôn. Rồi ngoài mặt thêm một cái nữa là mình có thêm một cái túi áo, thì các bạn nào thích đan túi áo thì có thể đan thêm và bỏ vào thôi. Rồi nói về cổ áo thì cổ áo của nam á, thì cái bảng nó sẽ hơi to và sử dụng nút to để nhìn cho nó có vẻ nam tính hơn ha. Rồi và một cái nữa là cái xẻ tà của cái áo nam nó chênh lệch không nhiều ha. Xẻ tà của áo nam là tà sau nó dài hơn tà trước 1 cm đối với áo của những bé nhỏ, còn áo của người lớn thì chênh lệch khoảng 1,5 cm thôi ha. Này thì cái cổ áo của người lớn thì nó sẽ là 4 nút, còn cái áo của mà bé nhỏ thì nó chỉ 3 nút thôi, thì cái nút xài giống nhau, cái bảng cổ nó cũng giống nhau ha. Đó thì cái form này là một cái form rất là rộng ha, nó rất là dễ đan, vai là vai ngang hoàn toàn luôn ha. Len á, thì tí nữa mình sẽ nói thêm về len. Đầu tiên ha, các bạn sẽ khi mà các bạn chọn size đan cho bé đó thì các bạn nhớ
là cái số tuổi này nè nó chỉ mang tính chất tương đối thôi, chứ không phải là bé nào cũng phải cũng vừa người với cái size này đâu. Mà khi mà các bạn đo áo cho cả em bé lẫn người lớn thì các bạn nhớ là đo vòng bụng và vòng ngực cho mình, đo cả hai vòng đó ha, và thấy cái vòng nào to nhất thì mình lấy cái số đo của vòng đó. Ví dụ như người đàn ông á, thì đôi khi họ tập thể thao thì họ có cái ngực to, ngực ngực cơ to ha. Còn đối với một số anh thì lại là bụng bia thì sẽ có vòng bụng to, thì mình sẽ lấy cái size của vòng bụng. Với lại em bé cũng vậy, em bé thì nhỏ thì thường á, là cái ngực của nó không có to mà cái bụng của nó ăn no thì nó lại sẽ to hơn. Nên là khi mà các bạn đo áo cho người mà các bạn tính đang á, thì các bạn nhớ là lấy đo cả ngực và bụng, và lấy cái số nào cao nhất to nhất thì mình sẽ lấy cái số đó để mà mình dựa vào để mình lấy cái size. Đây thì đây là cái ngực thật, đây là cái số đo ngực mà của người mặc, còn đây là cái số đo ngực của cái áo. Thì các bạn sẽ thấy nè, nó chênh lệch nhau khoảng 9 đến 10 cm gì đó, để mà nó rộng rãi ha, nó rộng rãi để chúng ta có thể mặc thêm một cái áo thun ở bên trong, hoặc là một cái áo ba lỗ nào đó ở bên trong ha, để khi mà mình không thích mặc áo len nữa, mình cởi ra thì mình vẫn có sẵn một cái áo ở bên trong cảm thấy thoải mái ha. Rồi đó. Thì đối với bé thì chênh lệch ha khoảng 9 cm, nhưng mà đối với người lớn thì khoảng là 10 cm giữa ngực thật và ngực của áo ha. Đó thì các bạn nhớ lấy số đo của người mặc để dựa vào để mà lấy cái size áo cho chính xác, chứ đừng có dựa vào cái số độ tuổi nha. Rồi tiếp theo nữa là cái độ dài của cái lưng này, độ dài lưng áo. Thì thực sự ra độ dài lưng áo nó các bạn có thể tùy chỉnh được theo cái độ dài mà các bạn mong muốn người mặc. Thí dụ người mặc cao thấp thế nào đó, bạn cứ đo sẵn trước từ cái vai đi xuống, các bạn muốn dài áo bao nhiêu thì các bạn khi mà các bạn đo thì các bạn nhớ ghi chú lại là cái lưng áo đó là số đo bao nhiêu, thì mình có thể ghi chú lại ở trên chạc ha, để khi mà mình đan cái thân trước thì nó phải tương đương với nhau ha. Chứ khi mà các bạn đã điều chỉnh số đo mà thân sau thì theo các bạn mà thân trước thì theo chạc thì nó sẽ bị lệch đó, nó không có khớp, không có vô áo được đâu, thì khi mà ráp thì nó sẽ không đẹp. Nên là mình nhắc các bạn trước ha, khi các bạn có thay đổi độ dài của áo thì nhớ ghi lại, ghi chú thích lại. Rồi đây là độ dài tính từ cái hàng bắt mũi tới nách ha, từ cái hàng bắt mũi lên tới nách ha, ở trên áo ha. Tiếp theo đó nữa là cái độ dài từ shoulder to underarm, là từ cái vai tới cái nách đó. Mình chia ra thành nhiều độ dài để các bạn có thể tượng trưng, thì cái số này chỉ là những cái số tham khảo thôi. Mình đã test qua chiếc mannequin hết rồi, nên các bạn yên tâm là nó sẽ tư khi mà các bạn đo cái vòng ngực thì những cái số đo này nó sẽ đi theo hết, nó sẽ mặc vừa hết ha. Rồi tiếp theo nữa là độ dài từ cái cổ tay dài tới cái nách ha, nè, từ cái cổ tay tới cái nách mà của cái áo tay dài ha. Còn đây là từ cái cổ tay tới cái nách nhưng mà của cái áo tay ngắn ha. Rồi còn đây là cái len mà các bạn cần để mà đan, thì cái cuộn len mà mình đan là cái cuộn 50 gram ha. Thì các bạn nhớ giúp mình ha, cái cuộn len này, đây là cái số cuộn len cần đan. Mình ví dụ mình đang size 4 đến 5 tuổi ha, 5 cuộn 50 gram thì tổng cộng là mình cần 250 gram. Thì các bạn khi đi mua len á, thì các bạn nhớ là mua 250 gram trở lên ha, chứ đừng có thiếu.
ha, tại vì có thể là cái len bạn mua thì cái cuộn của nó sẽ là một cuộn 100 g chứ không phải là cuộn 50 g giống như mình. Thì khi mà các bạn mua thì các bạn nhớ là tổng số gam thì nó phải tương đối hoặc hơn ha. Rồi tiếp theo là về cái len mà mình sử dụng để đan cái áo này là cái len Folly. Cái len này thì khi mà các bạn mua á, thì thường á, là nó sẽ có chú thích trên những cái cuộn len mà mua hàng nhập về hàng nước ngoài, thì nó sẽ có ghi thông tin là len, kích cỡ len là len cỡ gì đó. Thì ở đây nếu mà các bạn nào mà không có mua những cái cuộn len đó mà các bạn mua những cái cuộn len cô tông chỉ sợi các bạn chập lại để các bạn đan á, thì các bạn nhớ test len trước giùm mình là tension 28 bắc ha, bắc bằng kim đan 3,25 mm ha, bắc 28 mũi, đan 36 hàng. Nếu chúng ta ra được một cái miếng hình vuông 10 x 10 thì đã thích hợp đan với cái mẫu này rồi ha. Thì cái này thì các bạn nên test đan trước khi mà đan áo để nó không bị lệch size, nó không bị nhỏ hoặc là quá bự so với người mặc. Rồi những cái kim đan mà chúng ta cần để mà thực hiện đan áo này là kim 2,75, 3 mm và 3,25 mm. Thì cái độ dài kim á, thường á, áo bé thì chúng ta cần kim 60 cm, còn nếu mà áo đàn ông mà lớn size á, những cái size XL, XXL, 3XL như thế này thì các bạn phải là những cái kim 80 cm ha, để cho nó an tâm hơn thôi. Thì 60 cm thì vẫn có thể sử dụng được chứ không phải là quá bé, nhưng mà nếu được 80 thì tốt hơn ha, những cái size lớn nha nè. Rồi kim 2,75 mm là mình dùng để đan mấy cái gấu ha, mấy cái bo gấu tây ha nó, và nẹp cổ, cái cổ bẻ của cái áo polo. Cái kim 3 mm này cũng là để làm nẹp cổ áo ha, cái cổ bẻ. Rồi 3,25 mm là cái phần chính là để đan thân áo. Đây là những cái chú thích ha, ở trong cái chart mà mình có ghi thì mình có ghi chú thích ở đây nhưng mà hoàn toàn bằng tiếng Anh. Cái cách mà mình viết chart á thì nó sẽ khác. Cái bố cục nó khác với những cái chạc mà trước giờ các bạn xem, là tại vì cái mình quá nhiều thông số cho cả áo bé lẫn áo người lớn. Thì các bạn thấy đây mình có hơn 10 size, 2, 4, 6, 8, 10, 13 size. Thì các bạn thông cảm là mình sẽ viết theo khung như thế này. Thì chúng ta sẽ có cái phần back là thân sau ha, front là thân trước ha. Front thì chúng ta sẽ có cái phần chia cổ left front, right front, thì đi vào chi tiết thì mình sẽ nói sau. Rồi sleeve ha, là sẽ có phần long sleeve là tay áo dài, còn short sleeve là tay áo ngắn. Rồi collar là cái phần cổ áo, pocket là cái túi áo đó. Rồi đây là cái phần giới thiệu sơ của cái áo polo mà dành cho nam, trước ngay là bé trai hoặc là đàn ông ha. Mình nói thêm khi mà các bạn nào mà có mua nút áo thì các bạn mua cái nút mà cho áo nam á, thì nó sẽ to hơn một chút là khoảng 18 mm hoặc đến 20 mm ha, tức nghĩa là 1,8 cm hoặc là 2 cm đó, cái đường kính của cái nút á. Thì ở đây thì các bạn, mình hướng dẫn các bạn xài cái nút mà có hai lỗ ha. Này mình sẽ cho các bạn nút có hai lỗ. Nhớ là áo đàn ông thì mình thiết kế là 4 nút, thì các bạn nhớ mua cho đủ ha. Áo bé thì 3 nút, còn nếu bạn nào mang đang couple cho ba hai cha con hoặc là cho cả ông nội luôn thì các bạn nhớ tính đủ số nút để mua. Rồi ngoài ra thì mình có phối len màu như thế này thì
nó thực sự đó, nó chỉ cần một cuộn khác màu để phối vô thôi, cả áo lớn áo bé gì thực sự là cái việc phối màu nó không có bao nhiêu hết. Nó chỉ cần nếu mà bạn thích thì các bạn phối thêm một cuộn màu khác vào để cho nó đẹp ha. Còn không thì đây là cái áo mà mình đang trơn nè, nó mình một màu thôi mình thấy nó cũng rất là đẹp rồi. Rồi ha. Tiếp theo cái phần giới thiệu của áo nam thì mình sẽ giới thiệu qua cái áo nữ. Cái áo nữ này là sẽ có size cho bé gái và phụ nữ. Chúng ta nó các bạn sẽ thấy cái áo nữ mình ít size hơn cái áo nam ha. Tại vì nếu mà bạn nữ nào á mà có nhu cầu hơn cái size này thì các bạn có thể nhảy qua đan áo nam được ha. Tại vì hai cái áo nó tương tự nhau ha. Nhưng mà mình nghĩ là tại vì người phụ nữ mình nó ít bạn nào mà cần phải đan over qua cái hai size size 2XL lắm, nên là mình không có viết thêm. Thì nếu mà bạn nào thực sự có nhu cầu thì các bạn cứ PM riêng cho mình thì mình sẽ hướng dẫn thêm cho cái bạn đó. Bạn nào cần thì mình sẽ nói thêm ha. Rồi size bé gái thì cũng hơi tương tự với bé trai thôi. Khi mà cái thiết kế này nó mình chỉ nhấn nhá cho nó khác biệt một chút là cái áo của nữ á. Cái áo của nữ á, cái thứ nhất là cái cổ áo nè, cả người lớn lẫn trẻ em đều chỉ có 3 nút thôi nha. Tại vì mình muốn nhìn cho cảm giác là nó nhỏ nhắn nên là áo người lớn thì mình cũng chỉ 3 nút là đủ rồi ha. Rồi cái tay áo nữ á, thì mình có tay áo nữ mà tay ngắn ha, mình có làm cái độ nhúng nhúng nhẹ nè ở ngay cái cổ tay ha. Áo áo bé trai mà nói chung là áo nam á, thì mình không có nhúng ngay cái cổ tay tay ngắn, nhưng mà áo nữ á, thì mình có nhúng ở ngay cái cổ tay. Còn nếu mà bạn nào không có thích nhúng á, thì các bạn cứ đan theo cái áo cái tay áo của áo nam ha. Nhưng mà mình nghĩ á, là nó sẽ nhúng trong nó dễ thương hơn, nó cũng không có phải tạo đồ phòng nhiều lắm đâu các bạn. Các bạn nên nhúng nè. Rồi cái điểm khác biệt thứ hai là cái tà ha. Cái tà sau nó dài hơn cái tà trước nhiều, cái chênh lệch của nó khoảng độ từ 5 cm đến 7-8 cm luôn, tùy vào áo bé nhỏ hay là áo người lớn. Tại vì cái áo bé thì nói chung thì cũng tạo cái cảm giác là nó nhấn nhá, nó dễ thương hơn. Thì áo nam thì người ta không có làm hai cái tà hai lô như thế này, mà áo nữ thì mình mới làm. Còn bạn nào không thích làm hai cái tà hai lô thì các bạn cứ khi mà các bạn đan thì các bạn lưu ý đan và đo cho nó hai cái tà nó bằng nhau thì được ha. Đó rồi còn thêm một điểm khác biệt nữa là ngay cái phần cổ áo. Cái phần cổ áo ha là cái bảng ở ngay cái nẹp giữa cổ áo á, nó nhỏ hơn nè, nó nhỏ hơn cái áo nam nè. Các bạn sẽ thấy nè, ở đây là cái bảng nè, cái phần nó to, còn cái bảng cổ ở này ha, ở giữa cổ thì nó nhỏ hơn. Thì song song đó là cái nút nó đi nó cũng nhỏ hơn ha. Nút của cái cổ áo của áo nữ á là cái nút khoảng 15 mm, tức là 1,5 cm ở ở cái đường kính của cái nút ha. Đó. Thì nếu mà các bạn thích làm túi thì làm túi thêm, nếu phối màu thì thêm một cụm màu khác vào giúp mình. Đó, rồi. Cả áo nữ ha. Thì giống như là các bạn coi thì các bạn cũng sẽ thấy ha, từ trên xuống dưới nè ha. Nhớ là đo đo ngực hoặc và bụng luôn giúp mình coi số đo đo nào lớn để lựa ra cái size phù hợp ha. Rồi đây là kim đan ha, đây là số nút cần. Rồi đây là cái len, các bạn nên test len trước khi sử dụng là 28 mũi. Bắt bằng kim 3,25 mm, đan 36 hàng ra được hình vuông 10 x 10 thì hãy đan ha.
Rồi, kết cấu thì chúng ta cũng sẽ đang là quy trình đang là đan thân sau, thân trước, rồi đang lựa chọn đan tay dài hoặc là tay ngắn, rồi đến phần cổ áo và cái túi. Không túi thì nó cũng đẹp, mà có túi thì cũng dễ thương thôi, nó chỉ là nhấn nhá thêm thôi ha. Rồi, những cái phần khác thì vào chi tiết thì mình sẽ nói rõ hơn cho các bạn hiểu. Và xin lưu ý các bạn là thực sự ra cái chạc này mình đang bán ở trên trang web nước ngoài, nhưng mà ở thị trường Việt Nam thì mình đang free cho các bạn. Thì thực sự ra mình chỉ muốn thăm dò thôi, là thực sự ra là mình thì muốn khuyến khích cho các bạn Việt Nam của mình càng nhiều người biết đan thì càng tốt, để mà chúng ta không bị lệ thuộc vào quá nhiều vào máy móc và các thiết bị điện tử. Khi mà các bạn buồn, các bạn rảnh thì các bạn có thể có thêm một niềm vui là đan len, nó cũng thư giãn và là một món quà tặng hoặc là một cái gì đó, là một cái kỷ niệm, một cái trải nghiệm trong cuộc đời. Chứ mình không thích là hạn hẹp quá để mà không có, càng ngày càng con cháu chúng ta về sau không ai biết đan là gì hết đó. Nên thực sự là mình đang free cho thị trường Việt Nam và mình không có muốn bán chặt này cho bạn nào là người Việt Nam hết, nhưng mà ở trang nước ngoài thì mình đang bán. Nhưng thật ra nếu mà các bạn muốn, bạn Việt Nam các bạn yêu thích, các bạn cảm thấy là muốn ủng hộ mình thì các bạn có thể coi cái phần description, cái phần mô tả ở phía dưới ha. Mình có để thông tin tài khoản mình thì mình rất vui nếu mà nhận được sự ủng hộ của các bạn để mà mình có thêm cái nguồn đầu tư hoặc một cái sự ghi nhận là sự cố gắng của mình để mình có thể tiếp tục làm ra thêm một nhiều mẫu nữa. Rồi. Đây, bằng áo nam mình muốn đan một áo size cho bé 4 đến 5 tuổi ha. Này, mình sẽ đánh dấu ha. Đánh dấu như thế này ha, thì các bạn sẽ không bao giờ bị nhầm lẫn sang cái size khác hoặc là những cái cách viết khác của những cái chạc á. Nó không phù hợp với cái chạc của mình là tại vì nó quá nhiều số như thế này. Nên khi mà các bạn đếm từ trái qua phải thì các bạn chỉ cần chọn nhầm một cái số là nó đi tông cái áo. Nên là mình không thể nào viết chạc theo những cái cách thông thường được, mình phải kẻ bảng như thế này. Nhưng mà thực sự thì nó cũng tương tự những cái chạc khác thôi, nó chỉ là một cách nhìn khác thôi ha. Một cách nhìn dễ hơn. Ví dụ như khi mà các bạn chọn được nguyên cột này thì các bạn cứ đánh dấu thẳng nguyên một cái cột này, những cái số mà trong cột này là những cái số của cái size áo của mình không cần phải nhìn qua những cái cột khác ha. Rồi, thân sau ha thì chúng ta sẽ bắt mũi bằng kim phải 2,75 mm ha, width nè. Đó. Cái này là mình dịch chạc cho các bạn mà tiếng hiểu luôn ha. Thì bằng kim 2,75 mm ha, thì chúng ta sẽ cast on chấm 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 chấm, này tức nghĩa là cái con số chúng ta điền vô trong cái chỗ chấm 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 giúp mình ha. Tức nghĩa là ví dụ như mình sẽ cast on bao nhiêu đây stick, tức nghĩa là bắt bao nhiêu đây mũi, và bao nhiêu đây tức nghĩa là cái số size mà mình bỏ vô, tức nghĩa là mình sẽ bỏ vô đây là số 105 ha. Mình sẽ bắt mũi 105 mũi đối với size 4 đến 5 tuổi ha. Thì đó, thì các bạn cứ chọn cái đúng rồi lấy con số đó bỏ vào cái vần chấm 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 đó giúp mình, là các bạn có thể hiểu được cái câu phía trước này ha. Đó, thì sau khi mình sẽ bắt mũi cho các bạn xem trước đã ha. Cái size 4 đến 5 tuổi thì đây là cái len mà mình sử dụng, mình đang cho bé nhà mình luôn. Đó, anh nhỏ thích màu đỏ. Rồi,
khi mà các bạn cái số mũi tùy theo size ha, thì cái size của mình là cái size thứ hai sẽ bắt 105 mũi. Mình sẽ tính cho nó dư len nhiều nhiều, tại vì cái len dư á mình sẽ sử dụng để mà kết thân áo nữa, nên các bạn cứ yên tâm là mình lấy nha. Ở đây là hơn một gang tay ha, mình sẽ để đây là phía đầu kim nè, phía đầu len nè, còn đây là vô cái cuộn nè ha, thì mình sẽ để cái kim đan này, kim đan 2,75 mm ha, sẽ để dưới nên như vậy, lấy cái ngón trỏ mình giữ nó lại, còn cái tay bên trái của mình á, lấy ba ngón cuối giữ cái chặt cái sợi len, không phải giữ chặt mà giữ để cho nó vừa đủ để nó đi len, chứ không phải là giữ quá lỏng hoặc là quá chặt. Rồi ngón cái và ngón trỏ sẽ tách đôi cái sợi len này ra ha, tách ra làm hai bên, đi đầu kim từ dưới đi lên ngón cái ha, vô giữa nè, dưới đi lên, đi qua ngón trỏ lấy cái sợi len này đi ra. Đây là phương pháp bắt mũi long tail ha, đây là cách bắt mũi thông dụng nhất, hầu như trên các bài hướng dẫn của mình đều là sử dụng cách này nè. Rồi chúng ta sẽ được hai mũi, tại vì có sẵn một mũi mình dịnh ở trên kim rồi, cái mũi vừa bắt là mũi thứ hai, thì chúng ta cứ làm liên tục như vậy ha, 3 4 5 6 7 8 9 10 ha. Tùy theo size thì mình sẽ phải bắt là 105 mũi, còn tùy vào các bạn chọn size nào thì các bạn bắt đủ số mũi với mình nha. Sau khi các bạn bắt mũi xong ha, thì mình sẽ cột hai cái sợi len này lại với nhau, hay mình cột rồi ha, cột giống như bình thường thôi. Mình cột lại với nhau để mà nó không có tuột mũi cuối cùng ra, và cái sợi len dư thì mình sẽ thắt rút lại như thế này để sử dụng về sau ha. Chúng ta sẽ bước sang giai đoạn đan mũi móc stitch. Một hàng đan móc stitch á, thì nó sẽ là xen kẽ giữa một mũi đan K và mũi đan B, thì các bạn bắt đầu bằng mũi đan K trước cũng được hoặc là mũi đan B trước cũng được. Thì thông thường mình hay thuận tay thì mình đan K trước này, đan K là chiều đâm xuống ha, thấy sẽ len tròn ra từ dưới lên trên, từ trái qua phải, đâm kéo ra cho nó rời cái mũi ra khỏi cái kim bên trái ha. Đây là mũi đan K, và mũi đan B thì mình sẽ lấy sợi len để lên trên kim bên phải, lấy đầu kim đâm từ dưới đâm lên cái mũi len tiếp theo ha. Rồi sợi len ta sẽ đưa từ trên xuống dưới vòng qua, mình cũng sẽ lấy cái mũi sợi len vừa 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 tròn qua nè, ra khỏi kim đan bên trái. Đây là mũi đan B ha, chúng ta sẽ đan xen kẽ đan K và đan B với nhau. Thì bây giờ mình sẽ lặp lại đan K, rồi lại đan B. Mình sẽ cứ xen kẽ một K một B cho đến hết hàng ha. Vì cái mũi cái tổng số mũi bắt của mình là số lẻ, tất cả các size đều là số lẻ hết, nên là cái mũi đan là mình bắt đầu bằng mũi đan K, thì mình cái mũi cuối cùng của cái hàng đan này nó cũng sẽ là mũi đan K. Khi mà các bạn đan cái mũi đầu tiên á, là đan B, thì cái mũi kết thúc cuối cùng nó cũng sẽ là mũi đan B ha. Đó. Đây là do cái số mũi đan của chúng ta bắt là cái số mũi lẻ. Cái size của mình là 105 nè. Mấy size khác thì cũng đều là số lẻ hết. Đó, mình sẽ quay lại với các bạn sau khi mà mình đang hết hàng ha. Thì mình sẽ lưu ý thêm với các bạn nè, cái mũi nào mà đan K thì ở dưới chân nó có chữ V giống vậy nè. Đó ha. Còn cái mũi nào đan B á, thì cái chân của nó không có thấy cái chữ V, mà nó sẽ là cái mũi len mà nó có cái sợi len nằm ở dưới chân, nó nằm ngang qua như thế này.
A là mũi đang B, còn cái mũi nào mà có chữ V dưới là đang K. Thì khi mà trong quá trình mình đang mà mình ngừng lại giữa chừng rồi, mình lại quên mất là không biết mình vừa đang K xong hay vừa đang B xong, thì mình coi lại. Ví dụ như là mình quên hồi nãy mình dừng ở mũi nào, thì mình coi đây nè. Đó, mình coi cái chân của nó nè. Là cái chân của nó hình chữ V nè, hơi méo méo xíu nhưng mà nó là chữ V chứ nó không phải là xà lan chạy ngang qua ha. Thì đây là mũi đang K. Thì tiếp theo mình sẽ là đang B. Đó. Đó là một cách để nhớ. Này ha, mình mới vừa đang đến cuối hàng thì cái tại cái hàng đầu tiên này nè. Đó, thì các bạn sẽ thấy số thứ tự hàng là hàng đầu hàng thứ nhất ha, thì là hàng lẻ. Mình sẽ coi đây là hàng mặt phải thì nó sẽ có cái búi len ở phía đầu. Ha, nó có cái cục bắc lem dư nằm ở phía đầu hàng, ở cuối hàng thì nó không có ha. Bây giờ mình sẽ tiếp tục đan mũi móc stitch nhưng mà ở hàng thứ hai. Ở hàng thứ hai mũi móc stitch á, nó sẽ nhìn vào họa tiết á, thì nó sẽ ngược lại với hàng hàng đầu tiên ha. Đây là cái cách để cho các bạn dễ nhớ. Đây, lúc ban nãy mình nói các bạn là nếu mà cái chân chữ V thì là đang K đúng không? Còn cái chân mà có xà len chạy ngang qua vậy là mũi đang B. Thì ở hàng mặt trái, hàng chẵn thì chúng ta sẽ đang ngược lại ha, ngược lại với hàng hồi nãy. Thì khi mà các bạn thấy cái hàng nào ở dưới chân của nó có cái mũi len chạy ngang qua như thế này nè, thì mình sẽ đang K vào vị trí đó ha. Hồi nãy là mình đang B ở đây đúng không? Thì bây giờ mình đổi ngược lại thành đang K vậy đó. Bạn thấy chữ V ở dưới đúng không? Thì mình sẽ đang B vào. Mũi móc stitch á, là cái mũi nó đang ngược lại họa tiết, chứ nó không phải là đang giống họa tiết với hàng dưới ha. Thì cái này mình lưu ý thêm với các bạn, khi mà các bạn đang á, bạn nhìn họa tiết á, mình sẽ dễ nhớ hơn là mình phải khi nào cũng nhớ trên chạc ha. Đó, ở đây cái mũi len chắn ngang qua thì mình lại đang ca xuống, mình đang cho nó ngược lại. Khi mà các bạn thấy nè, khi mà đang xong á thì các bạn sẽ thấy ha, ở dưới đây ha rõ ràng là cái mũi chữ V, nhưng mà do mình đang B nên ở trên này nó thành là mũi đang B ha. Ở dưới đây là đang K, trên này là đang B ha, còn dưới đây là đang B nè. Đó thì trên này á nó sẽ là chữ V của đang K. Đó, nó sẽ ngược lại chéo họa tiết lại với nhau ha. Rồi đó, mình cứ tiếp tục làm vậy thôi. Nó thực sự ra nó cũng là xen kẽ một mũi đang K, một mũi đang B, nhưng mà mình nếu mà mình nhớ họa tiết á, thì khi nào mà mình lỡ mình dừng lại mình không có nhớ được thì mình nhìn nè, mình nhìn cái mũi len ở phía dưới để mình biết mình sẽ đang mũi gì ở phía trên nó. Đó. Mình cũng sẽ đan vậy cho đến hết hàng ha. Đây ha, mình đã đan đến cuối hàng thứ hai. Thì các bạn thấy đầu hàng thứ hai thì mình không có cái cục bắc len ở phía đầu ha. Đây là mình xem là hàng mặt trái ha. Thì ở cuối hàng thì các bạn mới thấy cái cục bắc len. Đây là hàng đó. Quay trở lại cái cục bắc len. Các bạn, mình cho các bạn xem lại cái mũi móc stitch ha. Thì cái hàng trên và cái hàng dưới nó bắt buộc nó phải trái mũi với nhau. Rồi. Chúng ta sẽ tiếp tục đan móc stitch này cho đến khi nào đủ 10 hoặc là 12 hàng tùy theo size. Ví dụ như size của mình là size từ 4 đến 5 tuổi thì mình sẽ đan 10 hàng. Ở đây mình đã đan được 2 hàng rồi ha. Đan được 2 hàng rồi, mình sẽ đan thêm 8 hàng nữa. Thì các bạn sẽ nhớ nha, các hàng nào mà mặt phải á, nó có cục bắc len ở đầu á, thì nói chung mà mặt mặt phải thì sẽ có cục bắc len ở đầu, còn mặt trái thì không có ha. Và một cái nữa là chúng ta sẽ nhớ những cái hàng nào mà cục bắc len ở đầu thì nó sẽ là hàng thứ tự, số thứ tự của nó là sẽ là số lẻ ha. 13578, em xin lỗi, 13579. Còn các hàng mà có số thứ tự là số chẵn thì không có cái cục bắc len ở phía đầu và số thứ tự của nó sẽ là 24680. Đến hàng thứ 10 thì mình sẽ ngừng lại.
khi nào dù cho mặt trái hay mặt phải thì khi mà các bạn đan thì các bạn nhớ là cái mũi nó phải trái ngược lại với cái hàng ở ngay bên dưới nó. Mình làm ví dụ thêm một lần nữa, đây là vị trí hàng thứ ba ha. Thí dụ như cái mũi đầu tiên của mình nè, nó là cái mũi có cái sợi len trắng ngang qua, đây là cái mũi B, thì mình phải đan ca ha, nó sẽ ngược lại đó, đan ca. Còn dưới này chân chữ V nè đó, thì đây là mũi chữ V, tức nghĩa là ở dưới đây nó là mũi đan ca, thì mình sẽ đan tiếp theo vô nó là mũi đan B đó. Thì cứ chúng ta cứ việc nhớ là nó sẽ trái ngược cái mũi chân ở phía dưới là được. Dù cho là mặt trái hay mặt phải, hàng thứ tự số mấy thì các bạn nhớ được cái quy tắc đó thì mình sẽ an tâm mình đan hết 10 hàng này, không vấn đề, không vấn đề gì cả. Rồi nhớ với mình nữa là cái việc là chúng ta sẽ đan bao nhiêu hàng. Ví dụ như size của mình thì 10 hàng, các size lớn hơn thì sẽ là 12 hoặc là tới 14 hàng đó. Thì cái này là do vấn đề là trong quá trình mình đang còn viết dạc chưa xong, nên là các bạn dựa vào cái trên trạc giúp mình ha, để mà mình có cái số hàng cho nó chính xác. Mình bám theo trạc để mà nó chính xác hơn. Mình vừa quay ra mình vừa viết trạc nó, nên là mình muốn nó hoàn hảo. Nên là các bạn khi mà các bạn nhận thấy cái tờ trạc của các bạn á, cái đó là những con số quyết định cuối cùng rồi, nên là các bạn đi theo trạc thì nó sẽ an toàn và nó chính xác hơn ha. Rồi ở đây thì mình sẽ đang mẫu chỉ có một size là 4 đến 5 tuổi thôi, thì mình sẽ quay lại với các bạn sau khi mà mình đang đủ 10 hàng, tức nghĩa là thêm 8 hàng nữa ha. Đây ha, mình vừa đang tới vừa đang xong hàng thứ 10 là hàng mặt trái ha. Này thì mình quay qua mặt sạch phải cho các bạn xem 10 hàng của mình. Mình sẽ chỉ cho các bạn nào mà mới đang thì các bạn chưa quen đếm hàng đúng không, thì mình sẽ nhìn, tại ở đây nó cũng hơi rối tại vì chúng ta đang xen kẽ mũi K và mũi B. Thì á, như mình đã nói ha, mũi K là có hình chữ V nhỏ ha, còn mũi B là có sợi len chạy trắng ngang qua. Mình có thể đếm theo 2, 4, 6, 8 hoặc là 1, 3, 5, 7, 9 cũng đều được. Đây, ví dụ như cái hàng sát ở biên, cái hàng sát biên này là cái hàng bắt mũi thì mình không có đếm. Cái hàng mà có cái một cái sợi len chạy ngắn ngắn chạy ngang qua ở đây ngay tay của mình chỉ nè, thì đây là cái hàng đầu tiên. Nha. Các bạn có thể coi bên kế bên thì nó sẽ là mũi đan ca, tại vì mình đang xen kẽ KB mà. Đó thì các bạn đếm hàng nào cũng được, thì mình sẽ chỉ cái mũi này cho nó dễ tại mới nổi lên. Đó, hàng này hàng thứ nhất, và cái mũi chữ V nhỏ ở dưới phía trên nó đây là hàng thứ hai, thì mình sẽ đếm chữ V nhỏ là hàng thứ hai thì nó sẽ dễ hơn ha. 2 nè, 4 nè, 6 nè, 8 nè, 10 ha. Mình đang được 10 hàng rồi. Sau khi mà các bạn đan xong 10 hàng thì mình sẽ đi vào cái giai đoạn đan thân áo lên trên tiếp theo. Thì chúng ta cần có kim đan 3,25 mm. Đây, đây là kim của mình. Kim này mình mua chỉ có độ 15 ngàn một cây thôi. Mua kim này chắc là kim inox ha, của Trung Quốc thôi à. Mình mua trên Shopee thì nó nhiều lắm. Độ dài dây thì size này thì mình nghĩ là 60 cm trở lên, nhưng mà mình không có kiếm được cái cây dây 60. Dây của mình tới 80 thì nó dài, nó hơi 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 dài quá, nên mà cũng không sao, vẫn đang được bình thường ha. Còn nếu mà các bạn nào xài dây 40 trở xuống thì mình sợ nó là dễ tụt mũi tại nó ngắn. Rồi, mình sẽ bắt đầu sử dụng kim 3,25 mm để đan lên phần thân áo. Hàng đầu tiên, hàng first row ha, chúng ta sẽ có tổ hợp phím là trong hoặc đơn là K1, B1. Đó. Này, vừa đổi kim vừa đan hàng thứ nhất luôn ha. Và các bạn nhớ hàng first row nó sẽ bắt đầu là hàng mặt phải và có cái cục bắt len ở phía đầu. Mình sẽ đan tổ hợp phím K1, B1 ha.
Đây, các bạn nó sẽ thấy nó vô họa tiết luôn. À, cái mũi này là mũi đang B nè. Bây giờ mình đang trên nó là mũi đang K ha. K B nè. Rồi lặp lại trong hoạt đơn hai lần, tức là mình lặp lại ha. Mình đang cái tổ hợp phím nó hai lần. Đây là một lần nè ha. Lặp lại lần nữa. Hai lần. Đó. Xong rồi. K to last for stick. Thì ngừng lại. Tức là mình sẽ đang ca cho đến khi nào còn lại 4 mũi ha. Đó. Mình đang ca hết tất cả các mũi còn lại luôn. Cho đến khi nào mà trên kim bên trái của mình á, nó chỉ còn lại 4 mũi. Thì khi mà các bạn đang ca hết thì các bạn sẽ thấy tất cả các mũi của mình chân ở dưới đều là chữ V hết ha. Trừ cái 4 mũi tổ hợp phím ban đầu ha. Đó, thì các bạn sẽ thấy ở dưới tất cả các mũi đều là chân chữ V hết, tại vì mình đang ca hết ha. Chào các bạn ha, mình sẽ giải thích thêm cho các bạn một chút ít liên quan đến sự khác biệt của áo người lớn và áo của bé ha. Thì ở đây nè, cái phần mà chúng ta sau khi mà chúng ta đổi sang kim 3,25 mm á, thì cái phần mà nẹp ở ngay cái điểm xẻ tà thì ở đây K1 B1 chỉ có hai lần thôi, nhưng mà với áo người lớn K1 B1 nó sẽ là 4 lần nha, để cho nó cân đối giữa cái áo của người lớn và cái áo của trẻ em. Thì mình có đang ở đây áo của người lớn nên mình sẽ so sánh cho các bạn xem ở ngay cái điểm xẻ tà ha. Đây, cái điểm xẻ tà của mình ha. Nè, sau khi mà mình đổi sang ba kim 3,25 á, thì cái chỗ này nè, cái khoảng cách nè từ từ cái điểm xẻ tà đi vô nè ha. Đó, cái chỗ này nó sẽ nhiều mũi hơn, tại những nó lặp lại K1 B1 nhiều lần hơn. Còn đối với mà áo bé nhỏ ở đây, cái điểm xẻ tà đi vô nè. Thì nó sẽ ít mũi hơn, tại lặp lại K1 B1 chỉ hai lần thôi ha. Cái hai bên thân trước và thân sau nó đều giống nhau ở ngay cái chỗ xẻ tà, nên là các bạn lưu ý giúp mình khi mà các bạn đang á thì nó sẽ có điểm khác biệt ha. Đó. Và hàng thứ hai thì nó cũng có sự khác biệt tương tự như vậy. Đây, ở đây là hai lần, người lớn thì 4 lần ha. Đó. Đây cũng 22 hết, ở bên người lớn thì cứ 44 hết. Đó thì các bạn lưu ý khi mà các bạn đang xay bé hoặc là xay người lớn thì nhớ nha. Thì tất cả các size mà áo bé nhỏ đều là hai lần hết, còn cứ cả áo xay người lớn thì là 4 lần hết ha. Đó. Và cả bạn nào mà đang áo nữ thì nó cũng y như vậy thôi. Đây là áo nữ nè. Girl and woman nè, thì nó cũng vậy, áo bé nhỏ thì cũng chỉ là hai lần ha, áo bé lớn sẽ là 4 lần. Đó thì nó sẽ ảnh hưởng một chút ha, tức nghĩa là khi mà các bạn đang á hai lần thì các bạn trừ lại 4 mũi, thì lặp lại B1 K1 hai lần nữa ha. Rồi nhưng mà áo người lớn á thì mình phải tới 8 ha. Đó, hàng thứ hai thì còn trừ lại 5 mũi, nhưng mà hàng người lớn thì phải trừ lại 9 mũi. Rồi. Đây ha, mình đang ca đến khi còn lại 4 mũi thì chúng ta sẽ đang tổ hợp mũi là B1 K1 ha, lặp lại hai lần là đủ 4 mũi cuối cùng. Này, các bạn sẽ thấy nè, ở đây cái mũi chân của nó là mũi đang ca thì mình lại đang bê vào đây nè. B1 K1 ha, rồi lặp lại lần thứ hai B1 K1. Đó, như vậy là đang hết hàng first row ha. Chúng ta sẽ cất luôn cái cây kim đan 2,75 đi, tại vì kinh nghiệm của mình thì rất là dễ cầm nhầm và mình đang là nó bị phải tháo ra đan lại, tại vì nó bị nhỏ áo. Mình chỉ cầm một cây kim duy nhất, hai đầu kim của chúng ta bây giờ đều là
3,25 mm. Ha, bây giờ chúng ta sẽ đang hàng thứ hai second row, thì các bạn sẽ thấy hàng second row nó không có cái cục bắt lên bên, ở phía đầu. Chúng ta sẽ bắt đầu đan tổ hợp mũi K1B12 lần ha. Lại trái mũi nữa ha, đây là mũi B thì giờ mình lại đan K ha. Bây giờ là K1B1 hai lần ha, rồi là 4 mũi. Sau đó mình sẽ đan một mũi K1. Sau đó tiếp theo là mình sẽ đan B cho đến khi còn lại 5 mũi ha, mình sẽ đan B. Này, tất cả các mũi đều là mũi đan B luôn cho đến khi còn lại 5 mũi. Thì các bạn sẽ thấy nè, nãy giờ ở chân hồi nãy mình đang K mặt phải thì cái chân toàn là mũi K, thì bây giờ ở đây mặt trái của nó sẽ thể hiện là mũi B, và mình sẽ đang B tiếp luôn trên nó luôn ha. Mình đang B hết ha, trên dưới đều là mũi B hết nè, hàng trên hàng dưới đều là mũi B, trừ cái 5 mũi đầu tiên của chúng ta tổ hợp mũi 2 mũi. À, là 4 mũi với thêm một mũi K1 ha, là 5 cái mũi này là nó khác cái hàng đan phía dưới. Nhưng mà từ mũi thứ 6 trở đi vào trong thì hàng trên và hàng dưới đều giống nhau ha. Hay còn gọi là mình đang trơn, tiếng Anh gọi là stockiness stitch ha, là đang trơn một mặt một mũi giống nhau hết ha. Thì các bạn sẽ thấy là mặt phải nè, đó mặt phải nè, hồi nãy mình đang K, bây giờ trên nó cũng là mũi K luôn ha. Mặt phải thì các bạn sẽ nhìn thấy rõ họa tiết hơn, mình đang nhiều thì càng dễ thấy hơn nữa, tại vì mình đang mới có vài mũi. Đây mình còn lại 5 mũi trên kim trái ha, mình sẽ thực hiện đang tiếp theo là mũi K1, nó sẽ ngược lại với cái mũi phía dưới ha. K1 ha. Rồi tổ hợp phím xin lỗi. Tổ hợp mũi B1 K1 hai lần. B1 K1. B1 K1. Đó. Như vậy là mình đã đan xong hàng thứ hai. Mình vừa đan mẫu cho các bạn một hàng đan mặt phải là hàng thứ nhất và một hàng đan mặt trái là hàng thứ hai ha. Chúng ta sẽ lặp lại hai hàng đó, hàng thứ nhất và hàng thứ hai thêm 5 lần nữa đối với size của mình. Và ví dụ như là size của mình lặp lại 5 lần nữa, nhưng mà lặp lại hai hàng, hàng 1 và 2 5 lần là thành 10 hàng ha. Thêm 2 hàng vừa mới đan nữa là 12 hàng đó. Đó là cách để tí nữa mình có thể đếm lại cho nó chính xác mình đan đủ mấy hàng rồi. Mình xin lưu ý thêm cho các bạn nào mà đang áo nữ ha, tức nghĩa là như mình đã có nói trong phần giới thiệu, áo nữ của mình á, thì cái chênh lệch sẽ tà thân trước và thân sau nó khác với áo nam. Đây nè, cái điểm xẻ tà nó sẽ trên lệch nó nhiều, còn áo nam thì trên lệch nó chỉ độ 1 cm hoặc là 1,5 cm thôi. Thì cái độ trên lệch này nó dẫn tới cái chạc nó cũng sẽ có sự thay đổi. Cái phần mà các bạn đang lặp lại sau khi mà đổi kim sang kim 3,25 mm thì chúng ta sẽ đang lặp lại hàng 1 và hàng 2 cho đến khi đạt đủ độ dài này nha. Nè, tùy theo size ha. Red last 2 row until measure bao nhiêu cm ha. Ví dụ như size của mình đang mẫu cho các bạn trên clip á, là size 4 đến 5 tuổi thì nữ á, sẽ là cho đến khi đạt được 9 độ dài 9 cm ha. Và nhớ là kết thúc ở hàng đan mặt trái wrong size row 9 cm tính từ hàng bắt mũi. Đó, thì còn áo nam thì như mình đã hướng dẫn thì chúng ta sẽ lặp lại cho nó đủ số lần này thôi ha. Đan thêm cho đủ 5 lần, thêm 5 lần nữa đó thì cũng là kết thúc ở hàng đan mặt trái. Đó là sự khác biệt tại vì cái chênh lệch độ dài nó khác nhau nha. Đây ha.
Đây là cái áo mà mình đang mẫu cho bé gái, size này là size 6 đến 7 tuổi. Thì đây là cái phần thân sau ha, còn đây là phần thân trước. Thì mình sẽ đo cho các bạn coi nè. Ở đây là cái đoạn này là bắt đầu trở lên, đây là mình đổi sang kim 3,25 ha. Nó sẽ dài 9 cm nè. Đây 9 cm ha. Đây ha, mình vừa đan xong. Thêm 5 lần nữa, lặp lại hàng 1 và hàng 2 thêm 5 lần nữa ha. Thì tổng cộng sẽ có 12 hàng, thì mình sẽ đếm cho các bạn xem từ cái chỗ mà chúng ta kết thúc cái móc stitch rồi chuyển sang đan trơn ha. Đây nè. Mình sẽ tính đây là cái mũi có sợi len trắng ngang qua ha, thì mình không có tính mũi này, mình nên tính những cái chữ V ha, mỗi chữ V là một hàng, thì mình sẽ đếm lên 2 4 6 8 10 11 và một hàng ở trên kim là 12 hàng. Mình kết thúc bằng hàng mặt trái luôn. Bây giờ mình sẽ chuyển sang giai đoạn tiếp theo, tức là mình sẽ đan trơn hoàn toàn. Ngay cái đoạn đầu này mình cũng bỏ móc stitch ra ngoài luôn, tức là mình sẽ đan K mặt phải và đan B mặt trái. Bây giờ trên trạc nó ghi là Bed with K row, tức nghĩa là bắt đầu với hàng đan K đầu tiên ha. Và mình sẽ đan K hết với một hàng. Rồi mặt trái mình sẽ đan B hết một hàng, và chúng ta sẽ cứ đan như vậy cho đến khi đạt độ dài tính từ cái hàng bắt mũi cho tới dưới cái nách áo ha. Thì chúng ta cứ đan chơi như vậy thôi. Thì tùy vào cái size của bé mà các bạn đan cái chiều dài nó khác nhau. Ví dụ như size của mình, size 4 đến 5 tuổi thì cái chiều dài của mình là 26 ha. Thì nó rất là đơn giản, chúng ta chỉ đan ca hết nè. Đó, các bạn sẽ thấy là những cái một mũi móc stitch ban đầu mình cũng đan ca hết luôn. Đó, mình sẽ đan ca hết vô phần thân hết hàng luôn. Rồi tí nữa hàng mặt trái á, thì sẽ bắt đầu từ từ đây ha, và mình sẽ đan B qua hết những cái mũi móc stitch này và đan B đến cuối hàng luôn. Cho đến khi đủ 26 cm đối với size của mình thì mình sẽ quay lại để hướng dẫn cho các bạn tiếp nha. Chào các bạn ha, mình đã đan được cái thân nó dài khoảng 26 cm đối với size của mình, thì mình ngừng lại. Mình kết thúc bằng hàng đan ở mặt trái nè. Ending with wrong side ha, facing. Rồi, mình sẽ đo cho các bạn xem, tùy theo size mà vị trí mình ngừng lại sẽ khác nhau ha. Size của mình là dừng lại size 4 đến 5 tuổi là 26 cm ha. Thì mình sẽ đo dọc vào hàng chữ V ha, từ dưới đi lên. Nói chung là miễn là nó thẳng hàng, cái mũi len của mình nó đi thẳng một hàng, nó đừng có siêu vẹo để cho nó chính xác. Đây. Bắt đầu từ không ha, ngay cái chỗ kim đan ha. Đó, mình đo xuống nè, thẳng một hàng luôn nè. Đó. Đây, 26 cm đối với size của mình ha. Thì mình dừng lại. Bây giờ dây len của mình là chuẩn bị đan hàng mặt phải ha. Thì mình sẽ đặt cái đồ đánh dấu. Đặt cái đồ đánh dấu ở ngay cái mũi len đầu hàng như thế này. Và cuối hàng đan. Place marker. At the beginning and the end of the row. Đó, mình sẽ đánh dấu như thế này. Tại tại sao mình phải đánh dấu, là tại vì mình biết ở đây sẽ là cái điểm dưới nách nha. Ở đây là cái điểm dưới nách. Khi mà mình kết hai thân thì mình chỉ kết từ cái ngay cái chỗ kết thúc mở tà đây.
cho tới cái chỗ mà mình đánh dấu thôi ha, chứ mình không có kết lên nữa. Tại vì mình phải đặt đồ đánh dấu để mình biết. Và mình cũng lưu ý với các bạn luôn là cái thân trước ha. Mình sẽ nói lại nhưng mà mình nói trước cho các bạn hiểu, tức nghĩa là hai thân nó cũng phải bằng số hàng đan với nhau, tính từ cái chỗ điểm mở tà xẻ tà là từ đây. À, từ cái hàng đan ca đầu tiên của mình ha cho tới cái chỗ mà mình đánh dấu thì mình đếm theo chữ B đi lên bao nhiêu hàng thân trước với thân sau nó phải bằng số hàng nhau thì mình kết lại nó mới đẹp được. Rồi, tại sau khi mà các bạn đánh dấu xong thì ở đây á cái thân sau của mình á mình sẽ đang tiếp tục lên thì chỉ đơn giản là đan K mặt phải và đan B mặt trái, tức nghĩa là đan trơn đó, mình sẽ đan lên tiếp cho nó đủ cái chiều dài của áo tùy theo size, size 6 size thì nó sẽ là 40, 42, 44, 46, 50 và 55 cm ha. Đây ha, áo của mình đang dài 42 cm rồi thì nó dài hơn cái màn hình nên nó hơi dài, cái màn cái camera của mình nó không có quay được hết nên là mình sẽ đo từng đoạn cho các bạn xem ha. Chúng ta sẽ đo từ cái điểm từ cái chỗ hàng bắp mũi ha. Size của mình là sẽ đang dài 42 cm tính từ hàng bắp mũi trở lên ha. Đây, mình vừa đan xong ha, mình vừa đan xong hàng mặt trái luôn, đạt được 42 cm ha. Bây giờ mình sẽ ra kim. Ra kim thì chúng ta ra kim ở mặt phải và chúng ta sẽ ra kim theo chiều đan ca bình thường thôi. Mình sẽ đan ca nè, mũi tiếp theo luôn ha, rồi lấy mũi trước choàng lên mũi sau, tất cả các mũi đều đan ca hết, lấy mũi trước choàng lên mũi sau. Các bạn ra kim đến hết hàng luôn giúp mình nha. Đây ha, mình ra kim còn lại một mũi ha, thì mình cắt len, cắt độ dài khoảng hơn một gang tay. Sau đó mình xỏ len qua, xỏ len qua cái mũi len cuối cùng á, đó, mình rút lại. Như vậy là mình đã xong cái phần thân sau ha. Đây là cái chỗ đánh dấu dưới nách nè ha.